Hello, chào anh em nha. Hôm nay anh em mình sẽ làm một mâm bún đậu mắm tôm anh em ơi. Lâu lắm rồi anh em mình thèm món bún đậu mắm tôm nên anh em mình đã qua bên chợ mình mua được một ít thịt ba chỉ này anh em ơi. Tim. Đây là cái tim nha. Đây là cái cuốn hạng. Ở quê mình hay còn gọi là cái hạng bông anh em ơi. Chợ ram, anh em mình vừa chiên xong. Đậu hũ vừa chiên xong anh em ơi, còn giòn luôn anh em. Anh em mình đã làm sẵn sàng hết rồi. Bây giờ mình sẽ vô đây mình set up mình trang trí cái mâm bún đậu mình cho nó đẹp mắt nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt thịt ba chỉ. Hôm nay mình vừa thêm được một sản phẩm nước mắm mắm tép nữa anh em ơi. Mình ấp ủ được tầm cỡ 20 ngày rồi. Hôm nay là được cái mĩa mắm tép đầu tiên của mình nha. Hôm nay mình sẽ dùng cái món đây và dưới mắm tép và nước mắm đục của mình anh em ơi. Đây. Sản phẩm mắm tép của mình anh em ơi. Vừa được ra lò. Hôm nay là mình sẽ bán mĩ đầu tiên luôn anh em ơi. Anh em có mua ủng hộ mình thì cứ liên hệ Zalo mình nha. Ui. Món này mà mấy chị em phụ nữ thích anh em lắm nè. Đậu mắm tôm. Sẽ bỏ vào đây. Đây là mình anh em biết mình thiếu gì không? Mình thiếu cái vòi sụn. Thường là bún đậu mắm tôm có vòi sụn mà mấy anh em mình qua chợ mua không có anh em ơi. Đây mình sử dụng thịt ba chỉ, cuốn hàm heo, chả ram tôm đất và đậu hũ chiên. Thịt ba chỉ đây nó hơi mờ mỡ anh em ơi. Nhưng không sao. Ui, đây để tim anh em. Thì mình sẽ xét mỏng anh em ăn cho ngon. Ui, món này chắc món ruột của chị gió, chị gió. Phải món ruột không? Đi luôn á. Đi luôn hả? Quá tuyệt vời. Nén anh em mới luộc xem hơi nóng xíu nữa mình sẽ cho anh em xem cái mĩ mắm tôm của mình nha, mắm tép anh em, không phải mắm tôm, mắm tép nguyên con. Mắm nếu mà anh em chấm trái cây hoặc là chấm chấm thịt cũng đều ngon nha, chấm xoài đồ á rất là ngon luôn. Tưởng nó nhiều anh em ơi, không phải ít đâu, nhiều lắm luôn, làm một mâm luôn. Đây là cuốn hạng này anh em ơi, cái này mà ăn với cháo làng rất là ngon, cháo làng bánh hỏi. Ở quê mình là đặc sản là bánh hỏi cháo làng anh em, bánh hỏi cháo làng ngon quá. Làm một mâm trang trí đầy đủ. Thời tiết ở quê mình dạo này nắng lắm anh em ơi, cực nắng luôn. Ở quê mình cũng gần tới mùa gặt lúa, tầm chắc cỡ tháng nữa. Tháng nữa tới mùa gặt lúa. Ui, nhiều lắm anh chứ không phải ít đâu nha anh em ơi. Món này là mấy bạn học cấp 2, cấp 3 rồi khoái mấy món này lắm. Chứ mấy bạn nữ. Bây giờ mình sẽ xét hết cái số thịt đây. Sau đó mình sẽ bỏ cái chả ram tôm đất và đậu hũ lên cái mâm này cho nó đẹp nha anh em. Mình đã hoàn thiện được một cái mâm bún đậu rồi anh em ơi, cũng khá là nhiều. Đó, siêu to luôn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ làm hai tô nước chấm nha, một tô nước mắm đục và một tô nước mắm tép nguyên con, sản phẩm hôm nay mình mở bán đầu tiên luôn. Mình sẽ nặn chanh vô nha anh em ơi, một tô mình cho một trái chanh
Đây. Mình anh em nhớ đàn canh vô anh em đánh đều hết nha. Đánh đều. Đây, anh em ơi, mắm tép nguyên con của mình nè. Đó, mình có hướng dẫn sử dụng cho anh em. Cái màu rất là đẹp. Anh em thấy không? Màu tươi không? Mắm này là mắm con tép còn nguyên con tép luôn nha anh em, chứ không phải là cái mắm ruốc đâu. Mắm nó thơm đó. Mắm này anh em dùng để chấm xoài, chấm trái cây nè, chấm thịt luộc rau sống đều ngon. Ui giời, mình mới mở ra thơm phức luôn. Mắm tép đây là mắm tép muối chua nha anh em. Mắm tép đây là mắm tép muối chua. Ôi, mắm tép muối chua nha. Rất là đã luôn, màu sắc rất là đẹp. Ui giời, mới bắt đầu mình chảy nước miếng luôn. Đó, mình đậy lại. Sau đó mình sẽ đánh đều ra nha anh em ơi. Mắm tép đây mà anh em chấm với bánh tráng nướng vẫn ngon nha. Bánh tráng nướng á, anh em chấm không ngon không lấy tiền, thật sự luôn. Rồi. Thơm lắm anh em ơi. Quá ngậy luôn. Để mình là mình làm phát ra. Rồi. Mời anh em nha. Ui. Xấu dắt. Anh em á, anh em nào mà khi anh em giả gia vị đường ớt tỏi, anh em vắt chanh, khi anh em đổ mắm á, anh em nào mà ăn mà lạc một xíu thì anh em cho thêm một xíu chanh hoặc là một xíu đường, còn như đối với mình á là mình ăn vậy là vừa nè. Anh em cứ làm xong rồi anh em nêm nếm một lần nữa cho hợp cái vị của anh em. Rồi anh em mình lụm. Út cho mượn cái muỗng nước ơi. À, bên đây mình sẽ cũng làm tương tự như mắm tép nguyên con mắm ruốc anh em ơi. Anh em mình đánh đều nha. Anh em mình hôm nay ăn bún đậu thích nó mắm nó hơi nhạt nhạt một xíu thì anh em cho một ít thơm bèm vô nha. Đơn giản thôi. Thơm bèm thì nó tăng thêm cái độ ngọt của nước mắm, còn anh em không thích ăn ngọt thì khỏi bỏ thơm bèm cũng được, không có sao. Đây, phần nữa tới sản phẩm mắm đục của mình. Trước khi anh em dùng anh em rắc nhĩa vậy cho mình tầm ít vàng cho do cái mắm này nó hơi sệt đó, nên cái phần cái nó hơi láng ở dưới, anh em cứ xúc nhĩa nó dày. Rồi anh em khui ra. Anh em nhớ là xúc nhĩa này, chứ anh em xúc mạnh là cái ga bên trong á nó tức ra thì nó mới xịt người anh em. Đó, anh em nghĩ nó xịt không? Thật sự luôn, anh em nào mua chai mắm của mình á, máu hiếc có bao nhiêu đây là anh em là thấy cái mùi thơm liền. Mình hứa với anh em luôn. Cái nếp anh em chưa khui ra khỏi miệng chai là nó đã thấy mùi thơm rồi. Thơm lắm anh em ơi. Nước mũi luôn. Mình đậu cho anh em xem nè. Ôi giời. Tên tí đã ở đây nè anh em ơi. Thơm lắm, cực kỳ thơm luôn. Anh em dùng để chấm cá nướng, thịt luộc, rau sống đều ngon. Đó, bây giờ mình sẽ đánh cho nó lên bọt nha. Này ta, mình đánh mới sơ sơ là nó đã lên bọt rồi. Ồ, thơm lắm anh em ơi. Ôi, mắm nó kẹo rồi. Càng đánh là bọt càng lên em. Thơm, nước muối luôn. Siêu phẩm. Nè nha, bọt lên nè, lên kinh khủng không. Rồi, mình đã làm xem hai cái tô nước chấm của mình, một là tô mắm ruốc hoặc là mình gọi là mắm tép nguyên con anh em. Đây nó còn con này. Còn những cái mắm kia là nó tan hết rồi, mắm ruốc anh em ở ngoài bác là nó tan nó không còn con nữa. Đấy là người ta đem đi xe rồi anh em ơi. Nó kiểu hình thức như vậy là còn mắm ruốc của anh em ngoài bác là nó hình thức như con ruốc đây, người ta sẽ bỏ vô máng người ta xe. Mắm này mình ăn nguyên chắc luôn rồi. Rồi, còn tiếp đến là anh em nào có mua sản phẩm nước mắm nhĩ nè, mắm ruốc nè và nước mắm đục thì anh em cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha, 0937 686 179. Mình sẽ để số điện thoại dưới góc trái màn hình. Anh em cứ mua ủng hộ hoặc là để trải nghiệm tất cả các sản phẩm của mình thì anh em cứ liên hệ Zalo mình. Anh em không cần kết bạn đâu, anh em cứ vô Zalo của mình
là chắc chắn mình để số điện thoại là trên cái video của mình là chắc chắn là số điện thoại mình với không có giả được đâu anh em cứ yên tâm đi. Còn đây là sản phẩm mực riêng của mình anh em ơi, mực riêng bên mình nè, mực riêng bên mình là làm 100% là mực đất nha anh em nhớ là mực đất nha, chứ không phải là những con mực xà đâu. Mực đất thì cái giá thành và giá trị kinh tế thì nó sẽ cao gấp mấy lần con mực xà, nên cái giá thành nó sẽ cao hơn những cái sản phẩm mà làm bằng mực xà. Vì sản phẩm làm mực xà tầm 30-40 anh em đừng có so sánh với sản phẩm mực riêng của mình anh em ơi, tiền nào của đó. Anh em cứ mua mực riêng mình á, anh em về bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tầm 2-3 tháng, anh em dùng để làm mồi nhậu này, dùng để ăn cơm rất ngon luôn. Mình hứa là anh em ăn cơm là cũng không phải dở đâu. Nhiều anh em kêu mực riêng mà sao ăn với cơm sao ngon, anh em không tin, hôm nào về thử anh em ăn với cơm đi, mình bảo đảm anh em là rất là ngon luôn. Anh em có nhu cầu mua sản phẩm mắm ruốc, mắm đục, mắm nhĩ và mực riêng thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình, anh em ủng hộ mình sẽ là người lên đơn cho anh em. Còn anh em thích bốn sản phẩm nào anh em cứ mua để trải nghiệm và ủng hộ mình nha, để một thời gian tới thì mình sẽ tìm thêm cái nguồn nào sản phẩm nào mà nó ngon chất lượng, mình sẽ bán thêm để cho anh em trên mọi miền đất nước để thưởng thức thử con hộp vị của anh em không nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính này. Ôi mầm bún đậu khá to anh em ơi, mình được liếc hoài thấy gì gió tới khế nó cứ đưa rồi, nên mình dùng trước rồi chạy nó chị gió của hiệu ăn sao nha. Mình dùng mẫu thứ một ít trước nha, dùng mẫu lại một ít trước để mình thấm vị. Đó, ít đậu sống, ít leo. Mình dùng mắm ruốc trước nha. Mắm ruốc đây bên mình là mắm ruốc muối chua nha nè, chứ không phải là mắm ruốc muối mặn đâu, mắm ruốc muối chua nha. Trộn đều lên em. Mắm ruốc là lúc trước mình chưa bán nhiều, anh em cũng hỏi lắm, nên thật sự mình cũng ấp ủ là để mình làm ra cái mĩa mắm ruốc nào gọi là ngon nhất có thể để gửi đến anh em. Nhưng hôm nay là được cái mĩa đầu tiên này anh em ơi, mình thấy chất lượng ok nên mình mới bán, chứ thật sự sản phẩm không ngon hoặc là không chất lượng thì mình cũng không có bán cho anh em đâu. Mình bán anh em, anh em mua về anh em la mình sao đúng không, mà bán cho anh em những sản phẩm chất lượng. Rồi mời anh em nha. Út cho hái cho mái trái ở tím Út ơi, quên miết nha. Mời anh em. Ngon lắm em. Em nhìn cái mái, cái màu rất là tươi nha, đỏ hồng nha. Mấy mẹ mà mấy anh em chị em phụ nữ mình thường là cái mắm này là người ta ở quê mình cái bánh tráng nước dừa anh em, cứ nướng lên xem cái dít ăn kèm ăn ngon lắm. Ngon. Ăn không có thể thiếu ớt được anh em. Mình có dùng hạt của ớt. Ớt cũng chứ rồi. Mà anh em. Nó rút rất ngon em ơi. Anh em nhỏ nhỏ cái số lượng mắm nè, mắm ruốc là thì anh em cho tầm hơn nửa muỗng đường nha anh em, cho hơn nửa muỗng đường, còn mình có hướng dẫn sử dụng cho anh em mà, anh em cứ yên tâm. Mắm đục thì mình vẫn hướng dẫn sử dụng cho anh em đầy đủ. Dùng mắm thì anh em làm đơn giản, không có cầu kỳ vậy. Thank you.
Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bánh đập này nè. Bánh đập mình bèm thơm rất là kẹo. Dùng một thứ một ít. Cũng hạng mà nè. Cũng hạng mà. Nó quê mình còn có hàng bông á. Được không? Chấm ngập con không có nào nè. Quá phê. Đây mình dùng mỡ làm một ít nè. Thôi được rồi. Lúc trước mình ăn cũng tương đối là tạm tạm á. Nhưng mà sự bây giờ mình ăn nhiều không vô nữa anh em. Nghỉ thời gian quá lâu. Cái bao tử mình nó teo lại. Anh em cứ hàng ngày anh em ngày nào lúc trước là ngày nào anh em mình cũng ăn nhiều hết á. Một tháng anh em mình thì ăn chắc tầm cỡ 20 ngày mình ăn lần lần cái bao tử mình nó nở. Nó nở ra gọi là nó quen á, cái bao tử mình nó quen rồi, cứ ăn nhiều là được cái. Tự nhiên mình dừng làm YouTube mình dừng ăn nhiều tầm có hơn một năm mà. Nên bao tử mình nó teo lại. Bữa nay mình ăn có tầm một bữa cơm mình ăn có tầm một chén cơm nè. Thật sự anh em. Làm nghề gì nó cũng có cái khó nữa. Anh em làm gì cũng phải vàng ông bổ liệng, mình ăn uống nhiều hàng ngày thì bao tử mình mới nở lại được. Ngon. Mắm của em ở đây mà anh em cứ về chấm vô thịt luộc rau sống cá nướng cá chiên mà anh em đặc biệt à, cái mắm này anh em ăn với cá chiên và cá nướng nó sẽ hợp hơn cái mắm ruốc đây. Mắm ruốc đây thì anh em chỉ dùng để chấm thịt heo, chấm rau sống, chấm xoài cắp ẩu rồi nó sẽ ngon hơn. Còn cái đây là mắm này là nó chấm cá nướng cá chiên thì thật sự nó không có bằng nước mắm độc nha anh em. Có gì sao mình nói vậy để anh em về anh em biết mà cách mà để sử dụng. Mắm độc thì nó sẽ đa năng hơn cái mắm ruốc. Ngon quá. Mấy em mà ăn gì phải có chút ớt cay cay á, dễ à. Bây giờ mình sẽ để chị gió vô thưởng thức cái món cuốn đậu này nha anh em. Anh em ơi, gió vẫn đi tí như thế nào? Thôi dùng đi, anh em dùng đây chị gió ơi, dù ơi. Mình cả nhà nha. Hồ đã, không mình ăn cái kiểu này chứ mình ăn cái kiểu này. Chị gió có kiểu ăn nào mát không? Có chứ. Có hả? Không có. Ít thâu. Chị gió món ruột này. Chị gió phải có kiểu ăn chứ. Chút vô ly à. Gió qua đây. Đăng cấp. Vô. Quá đỉnh. Đây. Anh à. Em lại thích ăn mắm độc hơn à. Mắm độc là nhức nách. Mời cả nhà nha. Ngon. Mắm độc là thâu còn bàn nữa. Mời cả nhà. Sao chị gió ổn không? Ngon. Không được có thơm được.
mắm này cũng đỉnh anh em ơi. Mắm rút vừa ăn luôn á, nó không có cái vị mà mặn nghi gì á. Thường thường mắm rút là nhiều chỗ là anh em ăn á, nó hơi có bị vị khai khai đúng không? Nhưng mắm mình là nó không có bị khai nha anh em. Mắm rút đặc biệt là nhiều anh em không biết biết làm á, không biết muối mà không đúng cách thì nó sẽ có cái mùi hẳn 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 anh em. Dạ nè, mời cả nhà này ăn về nè chi. Ôi. Đó, ăn phải dãy như chị gió á. Nó mới ngon ăn, ăn phải như chị gió vậy. Thấy chị gió ăn liền quá. Em mời chứ ở chị gió chắc nó mập luôn á. Ngon. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. À, mình ăn cái kiểu này nè là nó không có ớt. Đúng rồi, chính xác. Nó ngon cái. Đúng 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 đúng. Quét vô. Quét. Quét vô. Không mặn nha cả nhà. Ui, quá gọn luôn. Tiếp đây là một nút nhạc luôn. Quá đã luôn chị gió ơi. Tối nay chiều nay chị gió có đi cô vũ cho đồ nhà không? Có chứ. Ok. Hiểu chiều nay mấy anh em cứ khách đặt cứ đó cố án đi, anh đã thắng thì anh sẽ có thưởng. Em luôn luôn thắng mà chuẩn bị thắng không? Thắng này về em thử em rút anh to. Về anh em anh mua bia cho tám luôn. Mời cả nhà ăn em rút nha. Nó không bị quá mặn. Nó ngon. Chung là sản phẩm nào mình phải test thử anh em ơi. Test thử nó ok, chất lượng nó ổn thì mình mới đưa ra thị trường mình bán cho anh em, chứ thật sự mém mà không mình test mà nó không đạt theo yêu cầu thì mình vẫn chưa bán, mình cho là làm lại theo gọi là cái khẩu vị của mình. Chừng nào mình cảm thấy nó ổn là mình mới bắt đầu mình bán cho anh em, chứ không phải là sản phẩm nào mình cũng đem ra mình bán đâu. Chung là phải là chất lượng ưu tiên hàng đầu anh em ơi. Bây giờ là mình ăn tới mém đục nha cả nhà. Đó. Chung thật sự anh em mới buôn bán phải có tâm anh em ơi, lợi ích cũng được nhưng sản phẩm phải là chất lượng. Mình có chất lượng thì mình phải ưu tiên hàng đầu anh em. Ngon. Quá phê. Thật sự mời cái đi ở đây mà nghĩ là tầm phải là sáu bảy người, bảy tám người ăn mới hết, mười sáu người phải ăn mạnh mạnh rồi mới hết được, chứ khó mà hết. Nhìn là to quá. Cái đi ở đây mình nghĩ tầm có sáu bảy ký á. Mình thấy ăn mắm đục này. Ý bài. Mời cả nhà ăn nè. Đậm chị gió ơi. Ui dồi. Gì vẫn có duyên. Quá đỉnh đúng không? Chung mẫu loại mém thì nó có mẫu cái ngon khác nhau anh em ơi, chứ không có cái nào nó giống cái nào hết đó. Cái nào nó vẫn có đặc trưng riêng của nó. Ủa, quá đã. Quá phê. Có ngon. Chị gió ăn đi không có sao mập đâu, làm với tôi làm với bên Tùng Đan thì hoạt động liên tục rồi không có sợ mập đâu. Chị gió là sáng có nhiệm vụ hết em ơi, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Chị gió thì đi chợ phụ vòng ngoài cho mình với cô Hiệu, còn mình làm nói chung dạo này công việc cũng nhiều anh em, được anh em cô chú anh chị trên mọi miền đất nước cũng ủng hộ những cái sản phẩm của mình. Nên công việc nó nhiều tí mệt nhưng mà vui anh em ơi. Vui là vì được
anh chị cô chú ở trên mọi miền đất nước ủng hộ mình. Rất là cảm ơn chân thành đấy anh chị em cô dì chú bác ủng hộ mình. Ủng hộ là thứ nhất là xem kênh ủng hộ cho mình, thứ hai là cũng có mua sản phẩm bên mình để mình kiếm thêm thu nhập anh em ơi. Chứ thật sự YouTube đây là mình tâm sự thiệt cho anh em luôn, mình không có điêu, mình nó điêu gọi là mất duyên luôn anh em ơi. Thật sự YouTube hiện tại bây giờ kênh mình thì hiện tại là lỗ tháng tầm cỡ 30-40 triệu, mình hứa luôn nếu mình nó điêu rồi mình mất lọc luôn anh em. Đây là mình tâm sự chân thành cho anh em á, mà cũng nhờ một cái là được anh chị em cô chú trên mọi miền đất nước là ủng hộ mua sản phẩm mình, nên mình mới có chi phí để mình duy trì kênh. Chứ thật sự anh em thấy không, tiền mua đồ ăn nè, truyền tỏ lương cho anh chị em, mà một tháng mình không có điêu luôn. Một tháng mình hiện tại YouTube cũng đang siết anh em, thì hiện tại một tháng mình có tầm cỡ 20 triệu hoặc là 22 triệu quay đầu anh em ơi, chứ không có nhiều đâu. Lúc trước thì doanh thu nó ổn, nhưng bây giờ YouTube càng ngày càng khó, nên doanh thu mình một tháng thì tầm cỡ 20 đến 22 triệu một tháng. Thì anh em nghĩ chi phí của mình và trả lương thì một tháng kênh mình tầm phải là 50 triệu, mà hứa chắc chắn luôn. Tiền đầu tư mua đồ ăn ẩm thực và truyền tải lương cho anh em thì một tháng mình tầm có 50 50, còn tháng nó cứng thì 60, nhưng một tháng thì mình thu tầm có 20 đến 22 triệu này. Nên là lâu mình tâm sự cho anh em thông cảm, chứ không phải là mình rên gì đâu anh em, hay là mình than gì đâu, mà được những đứa con tinh thần của mình đây là cũng cố gắng gồng gánh tới giờ, cũng bây giờ cũng bắt đầu ổn lại rồi anh em ơi, rất là vui luôn. Ngon quá. Ăn chừng nào mà nó rụng con di hay con ruồi ngay chỗ cái miệng là được rồi. Chắc khó. Thôi. Ui rồi. Còn gì bàn nữa em. Thôi chị gió ai ghiều quá. Về đây anh nuôi chị gió cho não. Coi mấy nhà anh gió sắp đục lè. Mấy nhà anh gió sắp đục lè. Sáng hai vợ chồng con bệnh ra, hai chồng trở lên bệnh viện đi khám với Út. Con bị sốt. Sao hả? Đi mấy giờ? Đi là đêm rưỡi sáng giờ kém. Là hai vợ chồng trở lên đi khám tư hả? Đi tư. Thôi cố gắng. Vì tương lai con em chúng ta. Rồi anh em ơi, chắc mấy anh em mình cũng xin dừng clip tại đây. No chưa vậy gió? Chưa. Làm phát đi. Chưa no. Đó. Chết chưa? Đó. Trời. Dứt. Ui giời. Quá đã luôn. Anh em cô chú anh chị yêu quý Toàn thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo và hay hơn cho anh em xem. Còn anh em cô chú anh chị nào có nhu cầu mua sản phẩm mực rim, mắm nhỉ, mắm nem, mắm nhỉ, mắm đục và mắm ruốc thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha, 0937 686 179, mình sẽ là người trực tiếp lên đơn cho anh em. Bây giờ anh em mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Chào anh em. Chào anh em.